Rồi xin chào, hôm nay mình sẽ review lại cái máy đo lực căng dây đai Sonic Tensionmeter U550 của hãng Unita ha. Một cái hãng này của Nhật nhưng mà nó sản xuất tại nhà máy Nhật Bản nha. Đó, ta mở hộp ra thì chúng ta thấy có các cái giấy tờ kèm theo nè. Đó, đây ví dụ như là giấy bảo hành rồi giấy xuất xưởng gì đó. Bằng tiếng Nhật không ha. Rồi cái kèm theo nữa là có cái đây ha, cái hướng dẫn sử dụng này kia cũng là bằng tiếng Nhật luôn ha, tới hai cuốn ha. Đây ha, đây ha, còn đây là máy ha, máy chính đây ha. Mình review cái máy chính cho mọi xem ha. Đây đây ha, model ha, Made in Japan ha. Model U550 số serial number ha. Ngoài ra nó có cục pin ha, hai cục pin kèm theo. Rồi cái này là cái đầu đo của nó ha, còn cái kèm theo nữa là cái ấy ha, cái bao ha, cái bao để máy ha, đây ha. Đó, cái bao để máy ha. Đó. Thì cái này pin cái chỗ này, cái chỗ chúng ta gắn pin đây, còn cái đây ha, đây là cái chỗ chúng ta gắn cái đầu đo thôi. Đây gắn nó thì chúng ta chú ý kéo cái này lên nha, nó có cái này nè ha. Chúng ta kéo lên ha. Chúng khi chúng ta gắn thì chúng ta kéo lên thôi, đây kéo lên đó, rồi chúng ta để vô thôi, xoay ha. Chúng ta đây ha, để cái này lên đó. Chúng ta xoay thôi, xoay ra chúng ta gắn vô thôi đó. Nghe cái bụp ra là ok đó. Và chúng ta tháo ra cũng vậy ha, chúng ta dỡ cái này lên thôi đó. Cũng khá là đơn giản ha. Sản phẩm này thì được bảo hành 1 năm ha, theo tiêu chuẩn của hãng ha. Đây là cái số hotline ha của công ty cổ phần máy công nghiệp toàn cầu ha, 0904 259 271 ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video.